Tiểu sử nữ cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự. Ngân Thị Vạn Sự sinh ngày 29 tháng 4 năm 2001. Vạn Sự sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái ở Nghệ An, nhưng từ khi 14 tuổi đã ra Hà Nội tập luyện trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Tại đây, cô tiến bộ không ngừng, nhanh chóng có suất ở đội hình một khi mới 16 tuổi. Năm 2020 có thể coi là năm thành công rực rỡ đối với cá nhân cầu thủ sinh năm 2001 người Nghệ An này. Cô được huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi bổ sung lên đội tuyển quốc gia. Ngay sau đó cô đã được đá chính ngay trong trận ra quân gặp Myanmar và sau đó là Hàn Quốc. Đầu năm 2021, cô nhận giải nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020. Sở trường của Vạn Sự là vị trí hậu công, nhưng cô gái trẻ này được đánh giá là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí trên sân. Điểm yếu của cô nàng tomboy này chính là việc chỉ sở hữu chiều cao 1m52, khiến cô ít nhiều gặp bất lợi khi thi đấu với các đối thủ cao lớn. Bù lại, Vạn Sự luôn nhanh nhẹn, xoay sở tốt và đi bóng thông minh. Tại kỳ SEA Games 31 vừa rồi, cô cùng đồng đội đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ. Cô rất thân thiết với một người anh cùng họ và cùng quê Nghệ An là Ngân Văn Đại.